Toàn cảnh sân vận động chính của 63 tỉnh thành của Việt Nam. Sân vận động Hà Giang nằm trong khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 1, được triển khai thi công xây dựng từ tháng 1 năm 2021 tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Với tổng kinh phí khoảng 235 tỷ đồng, sân vận động dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 6 năm 2024. Với sức chứa khoảng 10.000 khán giả. Các hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Cao Bằng diễn ra trên sân vận động thành phố Cao Bằng tại phường Hợp Giang với sức chứa khoảng 7.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Lào Cai nằm tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Được bắt đầu xây dựng từ năm 2015, sân vận động này mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1 với kinh phí 146 tỷ đồng. Hiện tại, sân vận động Lào Cai chỉ có phần sân cỏ bóng đá và đường chạy bao quanh. Sân vận động tỉnh Sơn La nằm tại phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La. Được xây dựng từ năm 2017 đến 2019 với kinh phí 112 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 10.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Lai Châu nằm trong khu liên hợp thể thao Lai Châu tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Được bắt đầu xây dựng từ tháng 6 năm 2022. Với tổng kinh phí cho toàn bộ khu liên hợp là 190 tỷ đồng. Sân vận động 2.000 chỗ này đã cơ bản hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Cạn và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn làm chủ đầu tư đã bắt đầu được triển khai thi công. Nằm tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, sân vận động mới này sẽ có sức chứa 8.000 khán giả sau khi hoàn thành. Sân vận động Đông Kinh nằm tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Sức chứa của sân vận động Đông Kinh khoảng 15.000 khán giả. Tuyên Quang hiện là một trong những tỉnh chưa có sân vận động trung tâm. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã đưa khu liên hợp thể thao tỉnh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025 và giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Sân vận động tỉnh Yên Bái nằm tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Được xây dựng vào năm 1957. Sức chứa của sân vận động là 4.300 khán giả. Sân vận động mới tỉnh Thái Nguyên nằm tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022. Với kinh phí dự kiến 535 tỷ đồng, sân vận động 22.000 chỗ này dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Sân vận động tỉnh Điện Biên nằm tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Sức chứa của sân vận động này là 6.000 khán giả. Sân vận động chính của tỉnh Phú Thọ là sân vận động Việt Trì. Nằm tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, sân vận động này được xây dựng vào năm 2005 với kinh phí 100 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Việt Trì là 18.000 khán giả. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới dự kiến diễn ra ở sân vận động thành phố Vĩnh Yên đang được xây dựng. Sân vận động mới sẽ có sức chứa 7.000 khán giả sau khi hoàn thành.
Sân vận động tỉnh Bắc Giang nằm tại phường Ngô Quyền, được xây dựng từ năm 1958 đến 1960. Sức chứa của sân vận động này là 6.235 khán giả. Sân vận động thành phố Từ Sơn mới hoàn thành tháng 3 năm 2024 trở thành sân vận động chính của tỉnh Bắc Ninh. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 30 tỷ đồng, với sức chứa 1.250 chỗ ngồi. Sân vận động chính của thủ đô Hà Nội là sân vận động Hàng Đẫy. Nằm tại quận Đống Đa, sân vận động này được xây dựng từ năm 1957 đến 1958. Sức chứa hiện tại của sân vận động Hàng Đẫy khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Cẩm Phả nằm tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Được cải tạo lần gần nhất trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, với kinh phí 163 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Cẩm Phả là 16.000 khán giả. Sân vận động thành phố Hải Dương nằm tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Sức chứa của sân vận động này khoảng 3.000 khán giả. Sân vận động Lạch Tray nằm tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Được xây dựng từ năm 1957 đến 1958. Sức chứa của sân vận động này khoảng 20.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Hòa Bình nằm tại phường Phương Lâm của thành phố Hòa Bình. Được cải tạo lần gần nhất trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024. Sức chứa của sân vận động này là 3.600 khán giả. Sân vận động thành phố Hưng Yên là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Hưng Yên. Nằm tại phường Minh Khai, sân vận động này có sức chứa khoảng 1.500 khán giả. Sân vận động tỉnh Hà Nam nằm tại thành phố Phủ Lý. Được xây dựng từ năm 2000 đến 2004 với kinh phí 261,3 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 10.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Thái Bình nằm tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Được xây dựng vào năm 1954. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Thiên Trường nằm tại phường Vị Thiều, thành phố Nam Định. Được xây dựng từ năm 2000 đến 2003 với kinh phí 75 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 25.000 chỗ ngồi. Sân vận động Ninh Bình nằm tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Được xây dựng vào năm 2003. Sức chứa của sân vận động này là 22.000 chỗ ngồi. Sân vận động Thanh Hóa nằm tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Vinh nằm ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Được xây dựng từ năm 1973 đến 1974. Sức chứa của sân vận động này là 12.000 khán giả. Nằm ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Sân vận động Hà Tĩnh được xây dựng vào năm 1991.
và được cải tạo lại vào năm 2019 với kinh phí 62 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 12.000 khán giả. Kể từ khi sân vận động Đồng Hới bị phá bỏ vào năm 2019, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa có sân vận động mới thay thế. Tỉnh này dự kiến xây dựng sân vận động mới có quy mô từ 7 đến 8 hectare, với khoảng 15.000 chỗ ngồi, tại thôn Lộc Đại, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Sân vận động thành phố Đông Hà nằm tại phường 1, được xây dựng vào năm 2006, với kinh phí 30 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động tự do nằm tại thành phố Huế, được xây dựng từ năm 1934 đến 1936. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả.